Trần Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của em Quân. Ở đây thì cô bác có theo dõi cái thước phim hôm trước thì cũng biết được rằng là em Quân đi vào rừng ấy gặp tai nạn đấy cô bác ạ. Phải nói là rất là nguy hiểm cô bác ạ. Nếu như mà hôm đấy cháu Lực không đi xuống nhà của em Quân và không có bắt gặp bé Hiếu là đang ở ngoài đường để mà đợi Quân ấy, thì khả năng cao là sẽ không tìm được ra em Quân cô bác ạ. Để mà nói đi vào trong rừng thì tìm được người thì rất là khó. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà cháu Lực đi tìm một cái khoảng thời gian thì cũng đã tìm được thấy em Quân nằm ở trong một cái hố mà em Quân rơi xuống của bác ấy, cũng khá là cao. Có thể là đi cháu Lực còn phải đi lấy dây thừng về thì mới kéo được em Quân lên. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của em Quân. Cũng rất là may là em Quân là hôm nọ là không có bị làm sao cô bác ạ. Nó cũng chỉ là bị xước da với lại bị một chút là ở phần chân thôi. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì có ở đây thì cũng đã điện cho em Quân được rằng hỏi được rằng là liệu chân của em thì có phải là bị chật khớp không. Đấy, nhưng em cũng có thể em có nói với cháu Lực là chỉ bị là ở phần ngoài da thôi. Đến sáng hôm sau thì sau khi mà em ấy chịu khó bôi cái thuốc vào thì hiện tại cũng đã khỏi rồi. Cháu Lực đi xuống và ghi hình cho tất cả các bác là cùng biết. Và còn thêm là một điều nữa thì cháu Lực cũng đã xin các bác là trích cái tiền quý của em Quân ra để mà làm lại cái phần chuồng. Không phải là làm lại mà là sửa lại thôi các bác. Sửa lại cái phần chuồng để cho em Quân là nuôi heo. Hôm nọ thì cũng được, thứ nhất là được bác Thảo Đỗ là mua cho em Quân là 3 con dê, và thứ hai thì được bà bé là bà có mua cho em Quân là thêm là 3 con lợn nữa. Đấy, mua cho em Quân 3 con lợn với lại đủ những cái gia súc gia cầm. Như vậy thì em Quân chịu khó ở nhà làm và đi kiếm thức ăn và chăn nuôi, thì có thể là sau tầm độ 1 năm thì em Quân cũng sẽ cái phần đấy sẽ giúp cho em Quân là một cái phần khoản là kinh tế. Có thể là thời gian đầu này thì các bác là hỗ trợ cho em Quân đấy, nhưng mà sang năm sau thì các bác sẽ không có gọi là hỗ trợ em Quân nhiều nữa, tại vì nó em Quân đã có phần vốn ở đấy rồi đấy. Nhưng mà cũng phải là chăn nuôi cẩn thận một chút, sợ rằng là trong quá trình nuôi đấy cô bác nó gặp phải những căn bệnh nào mà không có biết phòng ngừa ấy. Cái chỗ rừng ở bên này là khu của nhà em Quân này, không biết là cái cây sao mọc kia chắc là em Quân đang chặt để làm chuồng lợn đấy cô bác ạ. Bây giờ thì đi xuống nhà em Quân thì cho Lực xé cái hình sâu của bác ạ. Vừa đi đường thì vừa ghi hình và nói chuyện với các bác một chút thôi. Từ trên nhà Quân đi xuống thì cũng gọi là đi bộ thì nó cũng rơi vào tầm độ là 20 đến 30 phút của bác ạ. Vậy Quân thì đang đi đâu đấy? Đi lấy cây làm chuồng lợn. Đi lấy cây làm chuồng lợn à? Con chào quý ông bà và chú anh chị ạ. Là Quân là đi tận đâu để lấy? Trên này. Tận trên này à? Thế là chuồng lợn của Quân thì làm tới bước nào rồi? Đã làm hoàn thiện xong cái phần là láng nền hết chưa? Láng hết rồi. Láng hết rồi à? Thế là lên trên này để mà lấy cây sao mọc à? Thế thì anh cùng Quân đi vậy. Ông bà thì có ở nhà không? Có mấy ông ở nhà. Thế bà thì đi đâu rồi? Bà chắc đi lấy rau lợn rồi. Bà đi lấy rau lợn rồi à? Vâng. Có vẻ như là bà thì tập trung vào là lấy rau lợn nhiều hơn, còn ông thì là tập trung là lấy cỏ cho dê với lại cho bò. Còn những công việc của em Quân thì phải là đi gọi là như kiểu đi kiếm tiền đó cô bác, đi kiếm tiền về để mà lo cho ông bà này, còn bé Hiếu nữa. Đi tận đâu để lấy? Đây ở đây à? Thế là cũng gần nhà thôi nhỉ? Ồ, chỗ này thì có vẻ như là
mà khá là nhiều cái cây sao mộc này, không biết là trước ông trồng hay là như thế nào. Là ông trồng à? Chặt cây nào á? Cây này á? Này, từ từ. Thật nhá. Chặt là sắp đủ cột chưa? Còn thiếu hai cột nữa. Còn thiếu hai cột nữa à? Vâng ạ. Máy cưa nọ thì không cưa được cây này à? Không cưa được đâu ạ. Cái máy đấy chỉ là cưa được những cây cành nhỏ nhỏ thôi nhỉ? Vâng ạ. Những cành to này thì không có cưa được. Vâng ạ. Đấy, dùng bằng cái cây sao mộc để mà làm chuồng thì cũng rất là chắc chắn các bác ạ. Cái này thì mình rắc về nhà luôn hay là gọt vỏ luôn ở đây? Vác về nhà xong gọt ạ. Gọt xong lấy làm củi luôn ạ. Lấy làm củi luôn ạ? Vâng ạ. Cái vỏ của nó đúng không? Vâng ạ. Thế còn là chỗ này thì anh thấy là có khá là nhiều những cành cây sao mộc ấy, thì là ông hay là bà lên lấy? Để bà lấy đi nấu cắm lợn ạ. Bà lấy nấu cắm lợn à? Vâng ạ. Cắm lợn của ông với bà thì cũng tận dụng lại những cây sao mộc này của bác. Cây sao mộc này thì nó rất là bén. Thế nó rất là tốt. Nào mà mỏi tay quá thì thay nhau chặt nhá. Vâng. Vừa rồi thì chắc là Quân là cũng không biết là anh xuống rồi nhỉ. Vâng ạ. Thế thì chân của Quân thì như thế nào rồi? Anh em mình vừa chặt thì vừa nói chuyện với nhau. Cũng đỡ rồi ạ. Đỡ rồi à? Vâng ạ. Rất là may là không có chuyện chân của Quân là không có bị gáy đâu các bác. Nếu mà bị gáy thì còn phải nói là rất là khổ nữa. Phải đi tận huyện để mà chữa đấy, băng bó đấy. Vâng ạ. Nhà các em có cái gì thì tận dụng lại những cái đấy để mà mình làm. Nếu mà mỏi tay quá thì để anh chặt cùng nhé. Vâng ạ. Bà đi lấy rau lợn thì đi tận đâu để lấy? Em không biết đâu. Không biết à? Vâng ạ. Cái nhà của Quân thì có vẻ như là còn cái chỗ này để mà thả dê đấy cô bác. Thì còn được, còn nhưng mà nếu mà như kiểu nhà em chỉ như là không có chỗ thả thì sợ là cũng đi ăn ngô của người khác đấy. Là còn phải đền ốm nữa. Rất là cực lưu. Vâng ạ. Nhà thì có còn quản quả dao to to kia không? Dao ấy. Có. Lấy không cầm dao to về thì chặt nó sẽ dễ hơn. Nào để anh chặt một lúc cho. Vâng ạ. Những người chặt một chút thôi. Có vẻ như là càng đến cái phần góc của nó thì càng cứng các bạn ạ. Quân này ăn cơm xong mới lên rồi chứ? Vâng ạ. Chỗ này thì cây này thì làm được bao nhiêu cột cây này? Được 2 cột hay sao ạ? Cây được 2 cột à? Vâng ạ. Cây này thì lấy về là còn phải gọt vỏ nó nhỉ, nhưng mà không gọt vỏ nó thì nó mọt rất là nhanh nhé. Vâng ạ. Đấy gọi phần trong của nó như kiểu là nó khô ấy. Vâng ạ. Ui. À. Lúc đấy lấy quên lấy cây vì to
Tí vắt cả cây đi không vắt được đâu. Để kéo thôi. Vâng ạ. Tí đi về nhà lấy dây về. Bây giờ chỉ lấy kéo đi thôi. Để kéo đi xong rồi tí mình về nhà mình mới đo được chứ. Vâng ạ. Này thì có vẻ như là trước là có những cây to nhỉ? Vâng ạ. Trước cây to thì chặt được đi làm gì á? Cây này của nó. Để lấy đi làm nhà. Sắp được chưa? Sắp được rồi ạ. Có vẻ tí nó đổ sang bên này đấy nhỉ? Vâng ạ. Đổ sang bên này thì sang bên kia không có tí đổ vào đây đó. Quân mở tay thì Quân đưa dao đây để chặt bên này. Vâng ạ. Chặt cái cây thì nó phải tốn được tầm là độ 10 đến 20 phút được các bác ạ. Cái dao của Quân thì nó cũng khá là nhỏ. Vâng. Nhưng mà dao to thì có thể chặt được nhanh hơn. Vừa rồi nếu mà cho nó đổ thẳng xuống dưới thì chỉ mình đi ra xuống dưới luôn. Vâng. Bây giờ thì Quân đã chặt hết cành ra đấy. Cái dao thì vừa rồi lên thì Quân cũng chỉ có cầm theo một cái thôi. Nên là hai anh em là thay nhau để mà làm. Quân chặt hết cái phần cành ở trên đã rồi thì một tí nữa mình cũng quay lại cả thôi. Ra đây, mở tay thì anh chặt trong một lúc nào. Anh chặt trong một lúc nào. Hả? Chưa mở tay à? Vâng. Mở tay thì cho Quân là chặt tiếp, lúc nào mà mở tay được thì tôi lúc xé lại thay Quân để chặt cô bác. Một tí nữa bác cây đi thì chắc chắn là hai anh em sẽ là phải lấy kéo thôi cô bác. Để mà vác được cây này đi thì chắc chắn là không có vác được. Bây giờ đẩy cho nó rơi xuống cái chỗ này luôn chứ. Vâng. Xong rồi tí đi xuống lên chặt sau. Đấy thì nó đi xuống dốc ấy, cho nên là hai anh em vận chuyển thì nó cũng dễ dàng quá. Còn nếu mà nó lên dốc thì phải nói là cực kỳ mà mệt đối với lại cái cây này luôn đấy. Nó sắp xuống đấy.
Chặt được chưa? Từ đấy. Xong rồi. Xong rồi. Thế chưa? Còn một ít rồi. Ui. Để làm tí nhá. Đổ ở bên đây đi. Tôi cho đổ ở bên đây. Được không? Hai anh em nhau được nào. 1, 2, 3 vứt đi. Không vứt nhịn mà. Không vứt được. Cây nào để mình xin rồi. Vứt nhịn mà. Đi xuống được không? Sợ nha. Nhưng khá là cao đấy. Dao ấy, quân vừa để đâu dao ấy. Đấy, những cái cành nữa thì để nó khô rồi thì mới lên lấy chứ. Kia anh thấy cũng có một gốc ở kia à? Ngọn ở kia ấy. Ngọn ở đấy thì sẽ để làm gì? Để lấy. Để ở trên để đóng phụ đô. Để làm cái xà ngang của nó đúng không? Vâng. Cái ở quân thì ấy bụng ở đấy kia à? Cái này thì cái nền nhà hình như là của nhà bác chứ ha? Con trai của nhà. Con trai của nhà bác. Con trai của nhà bác hay cô bác? Thấy khá là rộng rãi như thế. Quần là chặt hết cái phần ngọn của nó đi. Này tí là hai anh em là lấy ru xuống. Đây thì nếu mà những chú lực cả không xuống vào ghi hình như các bác thì em Quân là cũng ở nhà và em ấy làm mà một mình sẽ để mà ông đi cùng mà nhấc được những cây này thì chắc chắn là sức của ông thì không có để mà khỏe được không các bác. Chặt cái cành lấy ra một tí đi, xong một tí nhà nữa không có chặt nhiều, không phải chặt nhiều. Anh vô từ đem kéo à, thôi con chặt đã không đem kéo xuống rồi. Với độ tầm một năm trước thì em Quân là còn là chưa phải là lo nghĩ gì nhiều về cái cuộc sống của bác. Nhưng mà đến năm nay thì em ấy hầu như là thay người bố của mình để mà lo cho cả gia đình, lo cho cả ông bà nữa. Thả sốt Quân, chân nha. Đây. Đây thì lột vỏ luôn ở đây được không? Thế này ấy. Được. Thì lúc nào khô thì ra đây lấy sau. Đúng không? Bây giờ nó còn khô thì chắc là nó cũng chỉ là cho nó ỉu ỉu một chút thôi chứ, là làm rồi chứ. Để mà nó khô hẳn thì làm sao mà nó khô được đâu được.
Mùa này thì có lọt được vỏ như thế không? À, có. Được đúng không? À. Có vẻ như là có. À, một con dao. Quân đi kiếm cho con dao đi. Đi chạy đi xuống nhà đi kiếm con dao nữa. Đấy. Nhưng mà hai người làm sẽ nhanh hơn. Không ăn lấy từng khoanh một à? Không cần đâu. Cần thôi. Chỗ này thì được tầm bao nhiêu cột cái này ấy? Được 2 cột rồi. Được 2 cột rồi. Nhưng mà cây mình để đây thì có bị mất không? Không được. Không bị mất đâu đúng không? Lột cái này đến mùa nó cũng lột nó nhanh ấy nhỉ? Không là đến mùa cũng lột rất là khó cái cây này ấy. Cái cây này thì nó cũng tùy nơi các bác ạ. Có những vùng thì nó lạnh hơn ấy thì không cần phải lột vỏ. Còn những vùng ấy mà nó nóng hơn ấy thì là mình phải lột vỏ đi thì nó mới chắc chắn được. Anh kể một đường lên để em dọc. Theo một đường à? Thế là hôm nọ là cây ở trên là lột trước hay là mang về nhà mới lột? Mang về nhà mới lột ạ. Mang về nhà mới lột à? Này thì bây giờ nếu mà vác đi thì rất là trơn đấy. Phơi cho nó khô đã nhỉ? À, không. Cái toi này thì nếu mà để mà đi thì chỉ có là mình lấy lăn đi thôi. Nhà cũ của Quân dưới kia thì cũng được làm bằng hết bằng cái cây này hết à? Bây giờ mọt hết rồi. Bây giờ là bị mọt hết rồi à? Có vẻ như là thế là lấy là lúc còn non quá. Cây này thì nếu mà để mà không nó bị mọt ấy thì còn phải lấy ngâm nước đi thì nó mới không bị mọt được. Bây giờ mình lượt đằng trên trong tí mình lượt lại thôi chứ nhở? Chỗ này thì có vẻ như là có cành nó khá là nhiều. Thành ra là để lột thì cũng khá là rất là khó đấy. Chuồng lợn của Quân này làm tầm bao nhiêu ngày thì xong ấy? Nếu mà có người đủ hết thì một ngày xong ấy. Có người đủ hết á? Nhưng mà đấy là người ta giao hộ mình hay là như nào?
Là hổ à? Thế thì bao giờ mới có người đủ, mình không đi lấy công ấy? Có. Cũng có à? Hầu như là bà con ở trên vùng cao các bác, nếu mà gia đình nào mà có việc để mà để làm ấy thì mình đi nhờ, thì người ta cũng sẽ ra hộ, nhưng mà đến lúc mà gia đình người ta mà có việc ấy thì là người ta lại ra nhờ nhà mình. Rồi đến tận ngọn nó lên trên này luôn chứ. Xem được chưa? Lột chỉ lột đến đây thôi đúng không? Thế bây giờ là để đây cho nó khô vài ngày đã. Thế khiêng đi xuống dưới đi. Kêu lên xuống dưới một chút. Sợ rằng là cái này thì có phải là dọn đi cho bác không? Nào. Ủa. Thả đấy ạ, à. Một hai bạn thả. Nghỉ ngơi đã, mệt quá. Ông Quân thì có vẻ như là lên đây hái chè hay sao ấy nhỉ? Đấy, nhìn thấy là ông đi hái từng cái búp chè một. Ra bên kia cho nó mát mát tí đi Quân này. Đây nắng nóng quá. Thế là bây giờ là thêm hai cột này vào nữa là đủ làm chuồng lợn này đúng không? Đấy, hôm nọ thì cháu Lực cũng đã xin các bác Mạnh Thường Quân ở trên kênh rồi, là trích cái tiền quý ra để mà làm cho em Quân là cái phần là chuồng lợn đấy, nhưng mà tuy nhiên là cũng không trích ra nhiều quá đâu các bác, trích ra để mua si với lại mua pro thôi đấy. Sau này thì nếu mà đi vào dựng ấy, thì là chỉ có một thêm mà chút đinh nữa thôi là được rồi đấy, còn cây cối mọi cái thì ở nhà Quân là tự có rồi, cho nên là mình tận dụng lại đấy. Quân thì có vẻ như là những cái năm trước các bác còn được thảnh thơi một chút đấy, nhưng mà sang đến năm nay rồi, khi mà bố của mình không còn ấy thì lại vất vả hơn rất là nhiều những cái áp lực cuộc sống là đặt lên trên đôi vai của một cậu bé năm nay thì mới 15 tuổi, độ tầm là bây giờ là tháng 3 rồi, tháng một tháng nữa là Quân là được 15 tuổi rồi cô bác đấy. Tuy nhiên rằng là hiện tại Quân thì vẫn được 14 tuổi, cho nên là cháu Lực vẫn nói là em Quân 14 tuổi đấy cô bác. Hay phải nói trước kia thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến bình luận nói rằng là cháu Lực đặt tên cho em Quân như vậy ấy, cô bác. Thì thật sự ra tên thì có rất là nhiều tên mà nó trùng hợp với nhau. Còn về cái hoàn cảnh ấy, thì là mỗi em thì là một cái hoàn cảnh mà khác nhau. Bà Quân thì có vẻ như là vừa đi lấy rau lợn về thì cô bác đang ở dưới kia để mà xem dê cũng như là chăn dê. Thế dê mấy hôm nay thì ổn chưa? Ổn rồi. Ổn rồi đúng không? Rồi. Hôm nọ thì anh cũng có nghe được một bác nói rằng là dê ấy thì bây giờ dê đực ấy nó kiểu nó hăng ấy, sợ rằng là để với lại dê cái thì nó hăng ấy, thành ra là nó dẫn đến là con cái nó sẽ sảy thai ấy. Cho nên là có thể là được thì tách biệt cái con dê cái ra. Rồi. À con dê đực ra cho nó ra một chỗ khác để mà buộc. Rồi. Bây giờ chuồng thì hôm nọ thì cũng làm sơ sài đâu cô bác. Đấy, tuy nhiên là trong thời gian tới thì sẽ phải là sửa lại thêm chuồng và làm thêm chuồng nữa lúc mà nó phát triển lên nhiều ấy. Thế còn như tiền quỹ của nhà Quân ấy thì là anh cũng thông qua cho em Quân khá là nhiều lần rồi. Đấy, cũng với lại là cháu Lực thông qua để trên kênh cho các bác là cùng biết rồi. Hiện tại thì tiền quỹ thì cháu Lực giữ của Quân là gần 100 triệu các bác. Đấy, tuy nhiên là số tiền 100 triệu ấy, nếu mà để mà làm nhà đấy thì là chắc chắn là chưa có thể để mà hoàn thiện được. Đấy, như các bác cũng theo dõi được, như nhà của em Sử ấy
nhà của em xử là cũng là vận chuyển xa. Đấy, còn là bên những cái kênh mà thiện nguyện ở trên vùng cao khác nữa. Còn nếu mà như mà số tiền là 100 triệu đấy thì là cháu Lực sẽ làm theo cái mẫu nhà mà nó rơi vào tầm là 100 triệu thôi, thì cũng không có thể làm mà khang trang được. Anh cũng nhìn và nhìn trên rất là nhiều kênh rồi, thấy người ta làm nhà ấy thì là có những nhà thì cũng mẫu độ tầm là 100 triệu đấy, nhưng mà tuy nhiên là không có sắt cô bác ạ, không có sắt để mà làm mà cái phần cột đi. Đây thì cháu Lực hay thường theo dõi là kênh, không biết là các bác có theo dõi được kênh của anh Hiệp Tam Giác Mạch không. Cháu Lực cũng hay theo dõi thước phim của anh ấy để mà hoàn, để mà làm nhà ấy cô bác. Mày cũng mong sao là trong thời gian sắp tới thì sẽ nhận được cái phần trợ duyên của các ông bà gửi tới cho em Quân, để làm sao mà giúp cho em Quân làm một cái ngôi nhà mà nó có thể là hoàn thiện ngôi nhà là được. Còn về cái phần nội thất ở bên trong thì cũng ít đi một chút là được rồi. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị là vào cái mùa mưa, mùa sắp tới rồi đấy. Cho nên là nếu mà nhà ấy, ngôi nhà đấy mà mùa mưa quá ấy, thì là có thể là bảo chú là xin ra bên nhà bên này để ở nhờ. Vâng. Lúc nào mà mưa quá, gió to quá đấy. Vâng. Vào những cái mùa sắp tới đây thì là mùa mưa mùa báo rồi. Nếu mà có sét nhiều cũng không dám ngủ nhà chú nhiều. Không dám ngủ á? Vâng, đấy toàn sắt. Ồ. Có sắt nhiều sợ sét. À. Nhà thì cũng làm hoàn toàn bằng sắt đấy cô bác, cho nên là cũng không có làm cái cột chống sắt gì. Theo như Quân chia sẻ thì cũng khá là sợ. Sợ rằng là sợ ảnh hưởng gì đấy cái phần về cái thời tiết. Ở dưới nhà của Quân thì bây giờ thì lợn thì có bị như thế nào không? Không, không bị đúng không? Không. Đấy, tại sao cháu Lực lại liên tục hỏi Quân đấy các bác? Thì cháu Lực liên tục cập nhật cho các bác cùng biết được rằng là những cái con gia súc gia cầm của Quân thì có bị làm sao không, để mà kịp thời chữa và kịp thời cho các bác chỉ dạy thêm là em Quân nhiều hơn, để mà Quân là biết về thêm nghề là chăn nuôi hơn cô bác. Ở trên vùng cao thì hầu như là gia đình nào cũng chăn nuôi về lợn này, gà này, dê này, mọi dê này, để mà chăn nuôi rộng ra thì hầu như là chưa có kinh nghiệm để mà làm được một cái trang trại khá là lớn, trang trại lớn ấy. Rồi. Nếu mai sau có nhiều phải bỏ ruộng ở mấy thừa này để trồng cỏ. Đúng rồi. Ông với bà Quân thì năm nay cũng ai cũng đều là khá là già thôi cô bác. Để mà nói là độ tuổi lao động ấy, ông bà thì cũng không có đủ, không có gọi là không phải là đủ mà là cô bác, mà là quá cái sức lao động rồi. Và em Quân cũng thế, bé Hiếu cũng thế, không có đủ cái sức mà đủ khả, đủ gọi là cái đủ tuổi để mà lao động. Nên tuy nhiên là gọi là cả gia đình Quân là cùng nhau cố gắng. Cái cây này thì là Quân bảo là cứ để đấy cho nó khô đã cô bác ạ. Rồi thì là mấy nữa đấy đi về sau. Có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy là ông đang hái chè bên đây cô bác. Chết rồi, bây xíu ấy sẽ cúng nè. Bây chì chì lên bây nhà. Bây chì lên nhà. Đúng không? Phải bấm cái lưỡi bấm chứ. Ừ. Vậy ông đi hái chè về là tự sao xong là để mà đem uống đấy cô bác ạ. Có vẻ như là hầu như là ở trên vùng cao này nhà nào cũng trồng là một chút cây chè, thì không phải là đi mua. Ôi thế có vẻ là mọc khá là nhiều nhỉ. Đấy, một cái cây bé. Cái này là một cây này hái được chỗ này á? Không ạ, dưới kia có hai cây bé nữa. À dưới kia có hai cây bé nữa. Này à, có chín chứ mấy, cùng bỏ khái được mấy? Ồ, dạo chín được một chút, nó cây là... Bỏ khái rồi. Hỏi ông là tưởng ra ông đem đi bán các bác, nhưng mà không phải, là ông bảo là
nhà là tự dùng thôi. Tại vì nó cũng có ít quái của bác, nó không phải là nhiều. Chỗ này thì nếu mà để sao ra chắc là được tầm vài lạng thôi, không khéo được tầm một lạng thôi đấy. Chè nhà Quân thì có trồng nhiều không Quân? Không trồng nhiều đâu à? Có vẻ như là ông lấy khá là già rồi các bác, chứ không phải là lấy non quá. Ông chê bao nhiêu là cúng đâu? Nó chín đâu cả rồi. Cũng ăn luôn. Cái bình nước lạnh mới khinh mà. Rơi cái nước lạnh cũng khinh đâu. Ây da. Khá là mỏi tay rồi. Mà chắc đứa mới cùng nè đi à? Chắc đấy. Đây, phải lộ. Đây là cùng. Chỗ đây có bị cha tao thì. Bị tia cha tao thì phải cùng. Thế là ông là đi xuống dưới này hái thêm một chút nữa của bác ạ. Cùng. Mày cùng em Quân là đi về thôi của bác ạ. Thế là bây giờ là không làm gì đâu đúng không? Quân thì vừa rồi là cũng chia sẻ cho cháu Lực biết được rằng là hiện tại chuồng lợn của Quân thì làm tới đâu rồi. Bây giờ thì đi xuống xem một chút đó, xem là hôm nọ Quân láng nền là láng như thế nào. Có vẻ như là Quân chuẩn bị hết ở đây rồi. Đây là cột ra Quân. Thế là có mấy cây còn chưa gọt vỏ đâu nhỉ? Thế là láng xong hết rồi đúng không? Láng xong thì có vẻ như là nhìn nó sạch sẽ hơn các bác. Nhìn thấy con lợn bên này thì là con lợn mà nó như kiểu là giống khác ấy. Còn hai con này là nó là giống khác nhưng mà nó đều hoàn toàn là giống lợn nuôi ở bản cả thôi các bác ạ. Hai con kia mai sau nếu mà lớn có thịt nặng nhiều hơn con này. Con này thì nó là con cái thì là tuy nhiên là mình sẽ để cho nó đẻ. Còn hai con này thì sẽ nuôi gọi là nuôi cho nó lớn, sau này để mà đem đi bán xong lại mua thêm giống mới nữa. Đấy, rất là tuyệt vời rồi. Sau này mày nữa trồng lên cột này xong mà dựng đập đóng pro nó vào nó thôi là nó cũng kiên cố rồi. Mày bé Hiếu thì là đi học rồi nhờ. Là dọn phân nó luôn à? Có ít thì dọn luôn. Nếu mà có nhiều thì lấy nước, có nhiều nước hay là nước dội đi. Nước dội nhưng mà sau này ở dưới kia là có nhiều nước lắm. Đấy, bây giờ thì cho Quân làm một chút cô bác, chắc là chắn được cũng sẽ di chuyển là đi về thôi các bác ạ. Quân thì rất là chịu khó để ở nhà. Đấy, không uổng công là các bác là yêu quý, tin tưởng là yêu quý Quân. Gửi tặng cho Quân những con giống, con vật nuôi thì giúp cho Quân có thể là ở nhà cũng phát triển cái phần kinh tế của nó các bác. Lần sau thì đi vào dọn dẹp ấy thì là đeo ủng vào nhá. Ủng găng tay vào. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã chia sẻ. Cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Đấy. Và bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được phải nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác,
Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.